Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời quý bạn và các vị cùng tìm hiểu về đặc điểm, sự khác biệt giữa gỗ xoan đào và gỗ xoan thường, hay còn gọi là gỗ xoan ta. Thì gỗ xoan ta và xoan đào khác nhau ở những điểm gì? Đó là những câu hỏi và được nhiều khách hàng đặt ra khi lựa chọn sản phẩm đóng đồ gỗ nội thất cho gia đình. Hôm nay thì tôi sẽ phân tích sự khác nhau của hai loại gỗ này nhằm mang đến sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng có nhu cầu mua và sử dụng đồ nội thất gỗ xoan ta và xoan đào. Về đặc điểm sinh thái thì xoan ta có tên gọi khác là xoan trắng, cây có nguồn gốc ở châu Á nhưng phân bố rộng rãi trên khắp thế giới. Ở châu Á thì xoan ta được phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Đây là loại cây ưa sáng, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, gió mùa nóng ẩm. Trong khi đó thì xoan đào là một trong những loại gỗ thuộc nhóm 6, cây còn có tên gọi khác là cáng lò. Đây là loại cây có nguồn gốc xuất thứ xứ từ Đông Nam Á, phân bố rộng rãi khắp Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh là miền Bắc, từ độ cao từ 500 đến 600 mét trở xuống. Tuy nhiên, gỗ xoan ta và xoan đào thì đều thuộc nhóm 6. Đây là những cây gỗ chịu hạn tốt, thớ gỗ màu đẹp, chống nước và mối mọt được ưa chuộng đóng đồ nội thất. Về đặc điểm hình thái thì cây gỗ xoan ta trung bình cao từ 7 đến 20 mét. Cá biệt ở vùng phía bắc của Australia thì cây xoan ta cao hơn 40 mét, đường kính rộng từ 30 đến 50 cm. Cây thân thẳng, vỏ ngoài cây màu xám nâu, nhận biết rõ nét khi cây mang lá kép lông chim 2 đến 3 lần lẻ, bìa lá chét có răng cưa, hoa nhỏ. Màu trắng tím mọc thành chùm, nở rộ nhất là vào giữa mùa xuân. Hình thái quả hình xoan, nhỏ hơn quả xoan đào. Quả màu xanh khi non và vàng dần rồi thì nhăn nheo, khô héo khi chín. Khi cây rụng hoặc được chim chóc phát tán thì dễ dàng tái sinh ra cây con mới. Sự khác nhau khác biệt giữa gỗ xoan ta và xoan đào là khi thân xoan ta trơn trượt, trong khi thân cây xoan đào thì xù xì hơn. Đối với xoan đào thì cây gỗ lớn cao từ 20 đến 25 mét, cây thẳng và tròn, đường kính từ 40 đến 50 cm, vỏ cây nhẵn màu bạc cho, cành non phủ đầy lông mịn màu rỉ sắt. Toàn thân cây gỗ xoan thì có mùi hôi bọ xít, khác với lá cây xoan ta, lá xoan đào thì đơn nguyên, phiến lá dày và hơi nhọn. Hoa xoan đào mọc ở nách lá, màu trắng vàng, đài hoa hình chuông, chia làm nhiều thùy. Cánh hoa xoan đào nhỏ phủ nhiều lông. Xoan đào thì ra hoa vào tháng 3 và tháng 4, quả chín vào tháng 8 đến tháng 9. Quả hạch thì hình thận, đường kính là 2 cm, chứa 5 hạt, hạt có màu nâu nhạt, nhiều dầu thơm. Hạt xoan đào thì to hơn hạt xoan ta. Về kiểu dáng và màu sắc gỗ thì xoan ta có thớ màu hơi trắng, vì vậy nên tên gọi này thì xoan ta còn được gọi là xoan trắng. Thân xoan ta thì trơn trượt, gỗ xoan ta thì khá nhẹ và mềm. Trong khi đó thì gỗ xoan đào nặng, cứng, gỗ màu hồng sẫm mới xẻ. Thân gỗ xoan đào xù xì, giống cây xoan đào 3 tháng tuổi thì hơi sẫm đỏ về thân. Đây là dấu hiệu rõ nét nhất để phân biệt gỗ xoan ta và xoan đào. Ứng dụng gỗ xoan ta và gỗ xoan đào hiện nay thì trong tất cả các dòng gỗ xoan đào là dòng cứng nhất nên được khách hàng ưa chuộng nhất làm đồ nội thất gia đình. Ngoài ra, thứ gỗ màu hồng nhạt nên khi lên màu PU đẹp mắt và sang trọng thì các dòng sản phẩm từ gỗ xoan đào có thể kể đến như là giường ngủ, tủ áo, tủ bếp, tủ giày. Tuy nhiên, với gỗ xoan ta thì nhờ đặc điểm là gỗ mềm, dễ dàng cho việc thi công và thiết kế các kiểu dáng khác nhau. Xoan ta thì cũng là sản phẩm ưa chuộng để dùng để làm đồ nội thất. Ưu điểm nổi bật của gỗ xoan ta thì có thể kể như là ít cong vênh, đốm gỗ nhỏ nên mẫu mã mà bên ngoài đẹp mắt. Cùng với đó, chất lượng gỗ bền đẹp, dễ dàng thi công nên nhiều khách hàng đã lựa chọn gỗ xoan ta làm tủ bếp, bàn ghế, giường ngủ. Sự khác nhau rõ nhất giữa gỗ xoan ta và gỗ xoan đào là gỗ xoan ta thì nhẹ và gỗ xoan đào thì nặng hơn. Tuy nhiên, với ưu điểm nổi bật về mẫu mã đẹp, ít bị cong vênh, nứt nẻ, gỗ chống mối mọt tốt và chống thấm nước hiệu quả thì gỗ xoan ta và xoan đào thì vẫn là hai loại gỗ được ưa chuộng sử dụng làm đồ gỗ nội thất trong gia đình.